Thưa quý khán giả, xây dựng nền nông nghiệp bền vững, chất lượng cao là định hướng của tỉnh Hậu Giang. Sau khi đạt chuẩn Việt Gáp, ngành nông nghiệp và nhiều nông dân tiếp tục phấn đấu tới tiêu chuẩn nông nghiệp cao hơn là Global Gáp. Mới đây, trái mãng cầu Sim của xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đạt được tiêu chuẩn toàn cầu này. Đây là nội dung chính của chương trình Khuyến nông Hậu Giang ngày hôm nay. Trước tiên là thông tin nông nghiệp vừa diễn ra, mời quý khán giả theo dõi. Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang phối hợp Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long vừa trình diễn máy gieo hạt đa năng tại huyện Châu Thành A. Máy vừa xới đất vừa gieo hạt giống phía sau, công suất khoảng 1 hectare một ngày. Cách này vừa làm đất tơi xốp giúp cây phát triển tốt. Áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng, giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Tiến ở xã Vĩnh Thường Tây, huyện Vị Thủy duy trì áp dụng máy cấy lúa hơn 5 năm qua. Trồng lúa cấy giúp giảm chi phí khâu làm đất, hạn chế phun xịt thuốc cỏ và ít sâu bệnh. Đất của vụ không bị đổ ngã nên năng suất từ bằng đến cao hơn so với thông thường. Giá bán của vụ luôn cao hơn thị trường từ 500 tới 1.000 đồng một ký. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC vừa tổ chức trao chứng nhận Global Gap cho 14 thành viên của Hợp tác xã Mãng Cầu Sim Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Diện tích được công nhận là 9,6 hectare. Đạt chuẩn Global Gap giúp trái mãng cầu của Hợp tác xã được thừa nhận chất lượng sản phẩm trên toàn cầu. Đây là tiêu chuẩn vàng đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị. Long Mỹ là huyện thuần nông, thu nhập của hơn 90% người dân nhờ sản xuất nông nghiệp, nhưng điều kiện sản xuất khó khăn do mặn xâm nhập và đất nhiễm phèn nặng. Vì vậy, việc sản xuất hàng hóa chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu là con đường để huyện nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân. Chứng nhận Global Gap mà Hợp tác xã Mãng Cầu Thuận Hòa vừa đạt được là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nông nghiệp chất lượng cao của huyện Long Mỹ trong thời gian qua. Lúa là cây trồng chính của huyện Long Mỹ, tổng diện tích đất canh tác hơn 17.000 hectare. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện tập trung xây dựng nhiều mô hình cụ thể nhằm đổi mới tư duy sản xuất của nông dân. Điểm mới là các mô hình này đều có đối chứng cụ thể để nông dân thấy, tham gia thực hiện và so sánh hiệu quả, từ đó nhanh chóng áp dụng theo tiến bộ mới. Tới vụ hè thu này, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận của huyện đạt hơn 80%. Huyện xây dựng được dùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, sản xuất an toàn bằng phân hữu cơ với diện tích gần 1.000 hectare. Trong đó hơn 40 hectare trồng lúa theo chuẩn Global Gap. Ông Võ Văn Sự, ấp 6 xã Xà Phiên, gắn bó với mô hình sản xuất an toàn hơn 3 năm qua. Với ông, lúa trồng bằng phân hữu cơ có năng suất tương đương so với thông thường. Nhưng có nhiều cái lợi là môi trường trên đồng ruộng, sức khỏe người nông dân được tốt hơn. Lúa làm ra chất lượng có giá bán cao hơn thị trường và ít rủi ro do tác động của thời tiết. Tôi có sử dụng cái phân hữu cơ với cái thuốc sinh học và phân sinh học thì thấy hiệu quả nó giảm được 40% phân hóa học. Năng suất thì thấy nó cũng như mọi lần, cũng tương đương với mình sử dụng hóa học. Vụ hè thu này, ông Võ Quốc Việt cùng nông dân ở ấp 2 xã Xà Phiên còn mạnh dạn tham gia cánh đồng không phun xịt thuốc hóa học. Ông bón phân hữu cơ và trồng qua quanh bờ ruộng. Khi qua nở sẽ thu hút thiên địch, tạo hệ sinh thái tự nhiên để hạn chế sâu rầy. Cách làm này giúp giảm chi phí rõ rệt, hạt lúa làm ra cũng có giá trị cao hơn. Năm nay tôi làm bên công nghệ sinh thái. Thì ở trên tôi trồng hoa, ở dưới tôi xả lúa. Theo cái mô hình của tôi thì mà xả lúa thì cấp xả thông thường thì tôi xịt 20 ngày, tôi xịt một lần sâu, một lần bệnh. Mà tôi xả theo cách thái thì lúa tôi giờ là... Tôi là đặt tên là cánh đồng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu gầy. Tiến hành là chăm sóc hoa cũng như là hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân làm sao không phun thuốc hóa học để phòng trừ sâu gầy. Tại vì khi mà trồng hoa này thì có hoa nở thì có nhiều lực lượng thiên địch đến để ký sinh con sâu con gầy, thì chính từ đó bà con không phun thuốc sâu gầy để giúp cho cái nông sản chúng ta nó được. Sau trận hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2016, cây mãng cầu tháp gốc Bình Bác dần phát triển mạnh ở huyện Long Mỹ.
Nhờ gốc bình bát có sức sống mạnh, chống chịu tốt với đất phèn và mặn xâm nhập, nên đây là cây thoát nghèo của nhiều người dân. Diện tích hơn 400 hectare tập trung ở các xã Thuận Hòa, Thuận Hưng, Xà Phiên. Đồng dân ở đây liên kết thành hợp tác xã, liên kết với công ty bao tiêu ổn định đầu ra. Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tăng dần diện tích sản xuất theo mô hình ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, bảo vệ môi trường. Trong hơn một năm qua, các thành viên trong hợp tác xã Mãn Cầu Sim Thuận Hòa mạnh dạn tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap với những yêu cầu như ghi chép nhật ký sản xuất, không sử dụng nước ngầm để tưới cây, sản xuất bền vững theo hướng an toàn sinh học, sản phẩm hữu cơ, có sử dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Mới đây, 14 nông dân trong hợp tác xã Mãn Cầu Thuận Hòa được chứng nhận canh tác mãn cầu sim đạt chuẩn Global Gap với diện tích 9,6 hectare. Đây là cơ hội mới để trái mãn cầu của huyện Long Mỹ vươn xa, đạt giá trị cao hơn. Bà con ở đây rất là phấn khởi được hưởng cái lợi đó, tạo điều kiện cho bà con trong hợp tác xã được là tiếp cận bán trái cho vấn đề về công ty nó cao hơn để xuất khẩu ra nước ngoài. Đó là cái lợi của bà con rất lớn. Thì từ ở đây thì bà về sau bà con vẫn là giữ cái giữ vững cái này, và sau khi đạt được cái này rồi là vẫn là phát triển tiếp tục để mở rộng cho toàn hợp tác xã. Phấn đấu mấy năm nay rồi, bây giờ nhờ chính quyền các cấp địa phương cũng như là huyện xã cùng công ty chuyên môn mà cấp được cái giấy lô bình gáp thì nông dân chúng tôi thấy có nhiều cái cơ hội của thị trường, nhất là cơ hội thị trường, hàng của mình có thể thương lái nó hiểu nhiều hơn. Bây giờ có được cái lô bình gáp này thì hy vọng sắp tới đây thị trường nó thông thoáng hơn, nông dân thu nhập được cao hơn. Tỉnh Hậu Giang hiện có 164 hectare được cấp giấy chứng nhận sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên cây bưởi, chanh không hạt, dưa lưới, mãng cầu sim và khóm. 70 hectare được công nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap với 5 sản phẩm. Trong đó, huyện Long Mỹ có 2 sản phẩm gồm lúa gạo và mãng cầu sim đạt tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành nông nghiệp tốt, làm cơ sở để nâng cao giá trị nông sản. Ngành cũng sẽ tham mưu cho ủy ban là tập trung các cái nguồn lực để đầu tư các cái phân hữu cơ, các cái chế phẩm sinh học, xây dựng các cái tiêu chuẩn cho sản phẩm để làm sao từng bước là người dân ở trên địa bàn của huyện Long Mỹ phải giảm đi cái thuốc bảo vệ thực vật, giảm đi cái phân hóa học để mà có được cái sản phẩm an toàn, sản phẩm đủ sức cạnh tranh. Song song với việc mà phát triển các cái sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch thì chúng tôi xây dựng các cái tiêu chuẩn như là Việt Gap, Global Gap. Những nơi có điều kiện thì có thể tiến xa hơn là cái sản phẩm hữu cơ để làm sao nâng cao được cái giá trị gia tăng cho các cái sản phẩm nông sản của địa phương. Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, năng suất cây trồng dần đạt ngưỡng, thì việc nâng cao chất lượng là định hướng đúng phù hợp trong phát triển nông nghiệp của huyện Long Mỹ. Hiệu quả đạt được giúp tăng thu nhập cho người dân ở từng mùa vụ và tạo nên tư duy sản xuất mới, bền vững, lâu dài với giá trị cao hơn. Thưa quý khán giả, chuyển đổi tư duy sản xuất mới theo định hướng bền vững, nâng cao chất lượng đang giúp bức tranh kinh tế xã hội của huyện vùng sâu Long Mỹ phát triển nhanh chóng. Thu nhập bình quân đầu người tới cuối năm rồi hơn 45 triệu đồng, góp phần quan trọng cho huyện thực hiện đạt nghị quyết 4 trụ cột của tỉnh. Chuyên mục khuyến nông Hậu Giang kỳ này đến đây cũng tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.